Quất ngay! Chương trình mới, mua 2 tặng thêm một áo bất kỳ, áo phông One Piece xăm soi, mẫu mới về bà con ơi! Nhanh tay nào, link dưới phần mô tả nhá! Top 7 kẻ có định chi phối thế giới và thay đổi thời đại trong One Piece, chỉ một người làm được. Xin chào 500 anh em của băng hải tặc xăm soi TV. Chi phối thế giới, thay đổi thời đại là khao khát của rất nhiều nhân vật trong thế giới One Piece. Những kẻ có ý định này luôn là những người có máu mặt và quyền lực không hề tầm thường. Mặc dù thế, đôi khi lại có những trường hợp đặc biệt. Điển hình như một cô gái nhỏ bé nhưng sở hữu thứ quyền năng có sức làm điên đảo thế giới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cũng chỉ có một người thành công trong công cuộc tạo ra thời đại mới. Vậy cụ thể những nhân vật nào có ý định chi phối, thay đổi thế giới và sức mạnh của họ ra sao mà lại dám xoay chuyển thời cuộc như vậy? Không để anh em chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay chủ đề thú vị này ở video ngày hôm nay nha. Get go! Một, Bellamy. Một nhân vật tùy sức mạnh có hạn, nhưng miệng gáy to thì chẳng kém ai. Hắn đã tuyên bố về sự kết thúc của thời đại, nơi mà hải tặc có thể mơ mộng. Nói đến đây, chắc anh em đã biết là ai rồi đúng không? Đó chính xác là linh cầu Bellamy, sở hữu năng lực trái Banebane no Mi. Bellamy có khả năng biến cơ thể thành lò xo, từ đó tung ra những đòn tấn công khá mạnh mẽ. Khi biết được đám Zoro, Nami và Luffy đang muốn tìm đường để lên đảo trời, cả băng linh cầu đã cười to như được mùa, chế bài ước mơ của băng mũ rơm. Chúng khẳng định rằng thời đại của những giấc mơ đã kết thúc và băng của hắn đang muốn chiêu mộ thành viên để lên tàu tiến đến thời đại mới. Cái thời đại mà lũ này nhắc đến là một thời đại hải tặc hiện thực. Chúng cho rằng mọi quyền lợi đều nằm dưới chân của kẻ mạnh, chỉ vì mấy cái ước mơ hão huyền mà bỏ rơi chúng, theo đuổi những thứ phù du đó. Tuy nhiên, lũ nông cạn chỉ biết đến ước mơ nhỏ mọn trước mắt mà không để ý đến cái xa hơn. Một thời đại thiển cận như thế chắc chắn sẽ không tồn tại được. Hành động không giao chiến của Luffy và Zoro tuy bị đánh bầm dập, nhưng lại thể hiện cửa trên so với mấy tên đang giao giảng với mấy cái thời đại tảo lao bí đao kia. Và như lời của Zoro đã nói, giấc mơ của con người không bao giờ kết thúc. Như một lời tuyên bố về cái ngu muội của đám đần độn Bellamy. Tóm lại, Bellamy chỉ là một gã to mồm với mong muốn thay đổi thời đại, biến hải tặc trở thành đúng nghĩa của nó. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. 2. Rock Disebeck. Tiếp theo cho danh sách của chúng ta ngày hôm nay là thuyền trưởng Rock Disebeck, cựu thủ lĩnh của những con quái vật đáng sợ nhất thế giới ở thời đại trước. Không biết từ bao giờ, Disebeck đã nuôi trong mình khát khao làm bá chủ toàn thế giới. Chính nhờ sức mạnh đáng sợ và có tham vọng to lớn, Disebeck đã thu hút được sự chú ý của những tay to mặt lớn trên khắp nơi tụ về. Kể ra sẽ khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Bộ ba tứ hoàng Kaido, Big Mom, Dâu Trắng, Sư Tử Vàng Shiki hay thuyền trưởng Zon. Thêm những kẻ đáng gờm khác nữa. Tham vọng của tên này là thống trị thế giới, hạ bệ Thiên Long Nhân cùng chính quyền thế giới, mở ra thời kỳ hỗn loạn. Nhiều giả thuyết cho rằng sức mạnh của Disebeck là có liên quan đến năng lực trác quỷ bóng tối. Bởi lẽ như đề cập ở bên trên, Dâu Trắng từng đứng trong hàng ngũ của băng Rogues. Vậy nên, bố già hoàn toàn có thể nắm rõ sức mạnh của vị thủ lĩnh tà ác này. Như trong màn đối đầu trực tiếp của hai bên ở đoạn cuối cuộc chiến thượng đỉnh, Dâu Trắng từng nói rằng nhược điểm của Tít là quá tự tin. Tuy nhiên trong suốt quá trình hoạt động trên tàu của băng Dâu Trắng, Tít luôn nấp lùm chờ thời. Chắc chắn hắn sẽ không để lộ ra những nhược điểm của bản thân, vì biết sao được trong tương lai những kẻ trên tàu này có đối đầu với hắn hay không. Vậy nên mình nghĩ rất có thể Dâu Trắng đã biết được sức mạnh này và đó chính là thuyền trưởng cũ Rock Disebeck của ông. Tuy sở hữu sức mạnh đáng sợ bậc nhất như vậy, nhưng kế hoạch của Rock đã bị đổ sông đổ bể vì hai con quái vật khác từ hai phe thiện ác, Garp và Roger. Tham vọng chiếm lấy thế giới của hắn tan thành mây khói, nhưng hắn bây giờ có một người kế thừa ý chí của mình. Không ai khác, chính là Tít. Mặc dù chưa lên tiếng xác nhận, nhưng tham vọng và độ đáng sợ của Dâu Đen chỉ có bằng hoặc hơn chứ không thua so với Rock Disebeck. 3. Shiki. Thêm một kẻ nữa nuôi dưỡng cho mình khát khao trở thành bá chủ thế giới, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị mất hết quyền lực. Chưa kể bản thân cũng bay màu và cũng chưa biết bao giờ thì cảm hách. Hắn ta được xếp vào hàng huyền thoại trong giới hải tặc, cùng thời với những Roger, Dâu Trắng, và đó không ai khác chính là Sư Tử Vàng Shiki. Xuất hiện lần đầu tiên ngay trong chapter 0 với công cuộc thuyết phục băng Roger đầu hàng, gia nhập đội quân hùng hậu mà hắn đang dày công chuẩn bị để thống trị thế giới. Nghe cái offer này cũng khủng bố đấy. Nếu là hải tặc khác bị bao vây từ phía như vậy, chắc phải nghe theo giơ tay chịu hàng ngay.
nhưng đây là Roger, con quái vật không có từ sợ hãi trong từ điển. Roger đã dạy cho con sư tử bên kia biết thế nào là lễ độ trước người từng hạ gục thuyền trưởng cũ của hắn. Tuy nhiên, đừng thấy sự thất bại thảm hại đó trong trận Edward, hay bị Luffy bón hành cho một bộ movie mà đánh giá Shiki là kẻ tầm thường. Với tuyên bố thống trị thế giới và kế hoạch 20 năm của hắn, sư tử vàng nếu quay trở lại, hứa hẹn sẽ là một cơn đại hồng thủy cho toàn thế giới và thời đại. Với sức mạnh của trái Fuwa Fuwa no Mi, hắn có thể khiến bất cứ loại vật chất gì bay lơ lửng trên không. Bonus thêm kỹ năng dùng kiếm điêu luyện mà bây giờ đã thành đôi chân của hắn, thực sự không thể xem thường Shiki được. Minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh đáng sợ của hắn chính là trận chiến với bộ đội hải quân mạnh nhất lúc đó, Sengoku và Gap. Thậm chí trận chiến này còn phá nát hơn một nửa tổng bộ hải quân. Chưa kể đến Shiki là kẻ đã mở bát cho những màn đào tẩu khỏi Impel Down, mà như anh em đã biết, ở đó nhiều thứ dữ như thế nào. Với kế hoạch 20 năm, nhiều người vẫn đặt kỳ vọng màn trở lại hoành tráng của huyền thoại này. Hứa hẹn sẽ là một đối trọng không thể xem thường với Luffy và bất cứ hải tặc nào khác. 4. Kaido. Được mệnh danh là vua của môn loài, Kaido chắc chắn cũng nuôi cho mình một khao khát được làm bá chủ thế giới, mở ra một thời đại mà hắn là người làm chủ. Trong trận chiến trên đỉnh Đầu Lâu, khi đang ship hỏa tốc đảo Oni đến tận Kingdo Hara, Kaido đã tiết lộ hắn muốn tạo nên một thời đại điên cuồng với thủ phủ của nó chính là Wano Quốc, và đó là kế hoạch của tân Onigashima. Nếu như bàn về sức mạnh hay vị thế của Kaido thì có lẽ quá nhàm chán rồi, nhưng tớ vẫn sẽ nhắc lại đôi chút. Kaido sở hữu trái quỷ sinh Uo no Mi, model Thanh Long, một trong những trái quỷ mạnh nhất từng được giới thiệu. Với vị thế là một tứ hoàng, không khó để Kaido có cho mình lực lượng hùng hậu, đầy mạnh mẽ. Thậm chí, ông ta còn tìm cách không ngừng nâng cao sức mạnh cho thành viên trong băng nhóm của mình thông qua trái quỷ nhân tạo Smile. Không ngoài khi nói, thuyền viên trong băng Kaido có thể nói là có thực lực nhất trong các băng hải tặc trong thế giới One Piece, tính theo cả số lượng và chất lượng. Với tiềm lực khủng khiếp như vậy, sẽ không là ngạc nhiên nếu Kaido nuôi cho mình một khát khao tạo ra một thời đại mới dành cho mình. Khi đó chiến tranh hay bạo lực sẽ lên ngôi, mạnh được yếu thua, nỗi kinh hoàng sẽ bao phủ toàn thế giới. Dù lực lượng quân đội là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Kaido vẫn cần đến sức mạnh hủy diệt của vũ khí cổ đại. Nếu sở hữu một trong số chúng thôi, không một thế lực nào có thể đủ sức ngăn chặn ông ta được nữa. Tuy nhiên, kế hoạch điên rồ này đã hoàn toàn bị phá sản dưới tay của những siêu tân tinh, những kẻ thực sự được lựa chọn để mở ra thời đại mới. 5. Uta. Trong bộ phim mới nhất được ra rạp của chuỗi movie phim One Piece, chúng ta đã được tác giả Oda giới thiệu đứa con nuôi xinh xắn, đáng yêu, đã thế còn là nàng diva số 1 thế giới nữa. Dạ vâng, đó chính là Uta, kẻ sở hữu quyền năng thay đổi thế giới. Nhiều bạn chưa xem phim hoặc đã xem nhưng không để ý, nên không biết được năng lực mà Uta đang sở hữu, nó đáng sợ như thế nào đâu. Cô là con gái của Sanh, đã ăn trái Uta Uta no Mi. Thông qua giọng hát, Uta có thể đưa ý thức của những người khán giả vào thế giới ảo, được gọi là thế giới Uta. Trong thế giới này, Uta có thể làm bất cứ điều gì cô muốn và mọi người sẽ gần như không có cách nào để thoát ra được. Cơ thể của họ ngoài thế giới thực do không có ai điều khiển nên sẽ bất động. Điểm yếu duy nhất của năng lực này đó là nếu chủ nhân của nó ngủ, thế giới ấy sẽ biến mất và tất cả mọi người sẽ trở lại thực tại. Một cách thay đổi thế giới hoàn toàn mới phải không nào? Không nhất thiết phải bình đào súng ống, chỉ cần nghe Uta hát thôi, người nghe có thể bước chân vào một thế giới khác, mọi luật lệ đều thuộc về chủ sở hữu năng lực. Vì sự chán nản một thế giới quá nhiều người sống cho đau khổ, không chỉ vì hải tặc mà còn cả hải quân nữa, Uta đã quyết định mình sẽ linh ấn giải cứu nhân loại. Do thường xuyên ăn một loại nấm độc đặc biệt để chống buồn ngủ nên Uta gần suy yếu và có thể chết bất cứ lúc nào. Vậy nên để giải cứu tất cả các fan hâm mộ của mình, Uta đã tổ chức một live show không chỉ phục vụ cho một nhóm khán giả mà còn trên cả thế giới, nhằm thực hiện mục tiêu tạo nên một thời đại mới. Khi tất cả đã rơi vào thế giới Uta và cô chết đi, tất cả mọi người sẽ không thể thoát ra ngoài được nữa. Dù xuất phát từ ý tốt mong muốn thay đổi thời đại để mọi người được sống trong an bình, nhưng cách của Uta làm là rất chủ quan, vì ở ngoài kia mỗi người đều có một cuộc sống của mình, theo đuổi ước mơ và tự do cho riêng mình. Dù có cho họ một cuộc sống vô lo vô nghĩ đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là thỏa mãn nhất thời, còn về lâu dài không ai dám đảm bảo cả. Uta rất tốt, nhưng cả thế giới rất tiếc. Cái thời đại này cần là một người sẽ thắp sáng hy vọng cho nó, và kẻ đó đã dần lộ diện rồi. 6. Dragon. Nếu bàn đến vấn đề thay đổi thế giới mà quên mất ông già của Luffy thì quả thực là một thiếu sót to lớn. Monkey D. Dragon, một trong những nhân vật bí ẩn nhất One Piece và cũng là kẻ bị săn lùng gắt gao nhất thế giới. Lý do khiến ông già của Luffy bị liệt vào danh sách này đơn giản là vì ông là người đứng đầu của phe cách mạng trực tiếp chống lại chính phủ thế giới. Sức mạnh của ông vẫn đang là một bí ẩn, chưa có lời giải. Nhưng có thể khẳng định, thực lực của con trai Gap không phải dạng soang, thậm chí không hề thua kém những kẻ được coi là mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Đồng ý rằng năng lực chiến đấu của ông còn chưa được rõ ràng, nhưng xét về năng lực lãnh đạo, ông là một gã đỉnh của chóp.
Dragon có thể tập hợp, chỉ đạo những kẻ được coi là tiếng tăm nhất thế giới. Gọi nhanh thì có Ivankov, Sabo, Hỏa Long hay bốn tư lệnh đang hoạt động ở bốn hướng và còn nhiều những nhân vật máu mặt nữa đang hoạt động trong các lực lượng cách mạng. Với mục tiêu cuối cùng là lật đổ ách thống trị của Thiên Long Nhân, đòi lại sự tự do cho nô lệ và nhân dân, quân cách mạng dưới sự chỉ đạo của Dragon đang từng bước tiến lên trở thành cái gai khó nhổ của chính phủ thế giới. Bởi lẽ đó, không ít lần chính phủ đã tìm cách hạ gục lực lượng này nhưng không thể. Hiện tại chúng ta có thể thấy quân cách mạng được nhắc đến nhiều hơn. Có thể tương lai không xa nữa, sức mạnh của chủ tướng Monkey D. Dragon cũng sẽ được tiết lộ và khi đó chúng ta sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về cơ hội của ông cùng lực lượng của mình có đủ sức thực hiện mục tiêu thay đổi thế giới của mình hay không. Không ngoại trừ khả năng, Dragon sẽ giúp sức cho con trai Luffy của mình hạ bệ thế giới này và mở ra thời đại mới. 7. Roger. Và cuối cùng là người đàn ông duy nhất đã thực hiện mong ước mở ra thời đại mới của mình. Và đó chính là Goldie Roger. Vua hải tặc sau khi đi vòng quanh thế giới, ông đã tìm đến được nơi tận cùng của thế giới, hòn đảo Laptheo, và khám phá ra kho báu oan pì huyền thoại. Tuy nhiên, dường như nó có cái gì đó lạ lắm. Ông không phải là người được chọn để thay đổi thế giới này. Bằng cướp biển của ông đã quá vội vã, với bệnh tật đang mang, Roger không thể chờ đến thời khắc ấy, vậy nên ông đã quyết định hiến tế cái bản thân già bệnh tật này để mở ra thời đại mới, thời đại hải tặc. Kho báu của ta ư? Nếu các ngươi muốn thì ta cho đấy. Cứ tìm đi, toàn bộ của cải trên đời này ta đều để ở nơi đó. Những lời sau cuối của vua hải tặc đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, khiến người người nhà nhà đều tìm đường ra biển để theo đuổi ước mơ. Dù đó là ước mơ cao cả nhất hay là tầm thường nhất, tất cả đều sẽ đạt được nếu dám bước ra ngoài kia. Bên cạnh đó, ông cũng đã khiến cho chính phủ lẫn hải quân phải nhọc nhằn hơn trước đây, khi phải chiến đấu với nhiều tên hải tặc hơn và không ít trong số đó đã kế thừa phần nào đó mong ước của Roger, và đặc biệt khi lời mời gọi của kho báu One Piece sẽ làm thức tỉnh một người được lịch sử lựa chọn để mở ra kho tàng vĩ đại đã bị che giấu suốt 800 năm qua, đồng thời đưa thế giới thoát ra khỏi màn đêm u tối mà đón ánh bình minh rực rỡ. Trên đây là top 7 nhân vật từng có khao khát làm bá chủ thế giới, thay đổi thời đại. Có bạn sẽ thắc mắc tại sao không có Luffy, nhưng anh Lu nhà ta hiện chưa rõ ước mơ thực sự là gì. Dù nhiều người đã đặt ngôi sao hy vọng vào thuyền trưởng Mũ Rơm sẽ là kẻ kế thừa ý chí Roger mà đứng lên thay đổi thế giới và thời đại này. Bạn có ý kiến gì thêm không? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới nha. Sau đây là phần mà nhiều người mong chờ nhất, góc comment. Đầu tiên là của bạn Thu. Coi bác xăm soi đã lâu, lần đầu comment mong bác trả lời ạ. Câu 1. Liệu món vũ khí được lai tạo chắc quỷ thì khi nó rơi xuống nước, nó sẽ như thế nào? Câu 2. Bác nghĩ liệu kẻ thù cuối cùng của Luffy là ai ạ? Câu 1. Mình nghĩ là vẫn sẽ có nha, vì chúng vẫn mang năng lực của trái quỷ mà. Câu 2. Câu này khó à nha, nhưng cá nhân mình nghĩ đó là Im-sama. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Thu Thủy. Anh nghĩ One Piece có kết thúc đúng thời gian bác Oda dự định không ạ? Đây là một câu hỏi khó à nghen. Chúng ta sẽ không biết gì xảy ra trong tương lai, nhưng anh mong One Piece sẽ không bị kết thúc quá vội vã mà trở thành đầu voi đuôi chuột. Cuối cùng là câu hỏi của bạn Đặng Văn Chi Bảo. Anh cho em hỏi, trá quỷ của Tama có thể thuần phục trái doan, vậy sao Tama không lấy cho Kaido ăn vậy ạ? Riêng việc tiếp cận Kaido đã rất khó khăn rồi em ạ. Đừng quên ông ta có haki quan sát cấp cao. Mọi kẻ gây họa cho mình, Kaido đều biết hết đấy.